Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Thưa tất cả đại tín chúng, tôi là một admin trong kinh Nhân Quả Luân Hồi. Trong ngày mùng 7 tháng 6 năm 2022, chính là ngày của Đức Sư Phụ tuyên hóa nhập Niết Bàn. Chiều hôm đó, vào lúc đầu giờ chiều khoảng 1 giờ, chồng tôi cảm nhận như trong người rất khó thở, mệt chịu không nổi, do cũng có bị bệnh tim đã từ trước. Nhưng hôm nay chồng tôi cảm thấy mệt mỏi, xuệ cả người nằm xuống đất. Chồng tôi là một trong những người chịu đựng rất nặng, rất lớn, không bao giờ để cho người khác biết mình đang bị bệnh. Nhưng hôm nay anh ấy đã không chịu nổi. Tôi gọi taxi dừng anh ấy đến, nhưng một lâu sau taxi lại bị lạc đường, giống như đang thử thách vậy. Đến khi anh ấy về bệnh viện, bác sĩ nhìn cũng không biết anh ấy bị gì, bởi anh ấy luôn luôn giữ rất bình tĩnh. Sau khi anh ấy đã mệt quá chịu không nổi, "Ôi bác sĩ ơi, tôi quá mệt rồi." Lúc đó bác sĩ đến thì đã đo trái tim của anh. Tôi vội vàng chạy vào. Bác sĩ nói, "Chị là gì của anh ta?" "Tôi chính là vợ của anh ấy." Bác sĩ gọi tôi ra nói nhỏ, "Chị ơi, chúng tôi vừa đo tim xong, nhưng anh ấy chắc chỉ còn vài phút nữa sẽ biết kết quả." Cách nói chuyện của bác sĩ vô cùng khéo léo đó, tôi biết chồng của tôi có thể rất nguy hiểm. Khi đó bác sĩ dùng hết toàn sức toàn lực, vô số bác sĩ đến bao quanh anh ấy, dùng máy này máy khác đo rồi làm đủ thứ trên người anh ấy. Tôi chạy ra ngoài phòng đợi, luôn nghĩ đến một điều, bây giờ nên phải làm gì. Tôi nghĩ đến cha mẹ rồi của anh ấy, tôi điện, "Ba mẹ ơi, anh ấy đang nằm bệnh viện." Thường thường đáng lẽ tôi không gọi đâu, bởi vì tôi rất sợ bố mẹ tôi lo. Nhưng bố mẹ chồng thường nói, hễ có việc gì phải điện, nếu không cha mẹ sẽ trách oán mãi. Nghĩ đến câu đó tôi liền điện cha mẹ, nhưng chị nói là, "Mẹ ơi, anh ấy bệnh, vậy thôi." Sau đó tôi gọi điện thoại cho người thầy của tôi, một vị thầy tôn kính mà tôi vô cùng cung kính. Tôi nói với thầy, "Thầy ơi, chồng con đang trong nguy kịch, bác sĩ đã nói nhỏ với con rồi." Thầy nói, "Bây giờ tâm trạng con sao?" Tôi nói, "Dạ, con bình thường thầy ạ." Thầy nói, "Con có sợ không?" Tôi nói, "Dạ, con không sợ." Thầy nói, "Bây giờ, nếu số mạng của anh ta còn, thì hãy nói anh ta niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát 6 chữ, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát." Tôi bạch với thầy, "Thầy ơi, nhưng bây giờ bác sĩ không cho con vào thăm anh ấy nữa, bởi bác sĩ đã đứng vây quanh. Con vào họ sẽ đuổi con ra ngay." Vậy thầy nói, "Vậy thì con hãy niệm danh hiệu giúp cho anh ta, khi nào anh ta tỉnh rồi hãy nói lại." Lúc đó tôi niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, rồi đi một vòng quanh ở ngoài sân. Sau khi nhìn lén vào, thấy bác sĩ đã rời đi, tôi chạy vào, vào lỗ tai của anh ấy. Lúc đó tôi thấy anh ấy đã nằm không muốn nói gì, rất mệt, cảm giác thở không nổi. Trong đó, khi trong máy đo điện tim cứ nhảy nhẹ nhàng, cảm giác như thở rất khó, không còn thở một cách sâu thẳm như người bình thường nữa. Tôi cảm thấy lo lại anh ấy, nhưng không nói ra, bởi vì tôi chỉ là một người bình thường. Sau đó tôi nhớ lại lời thầy và thọ thải đến lỗ tai. Nghĩ lại kinh Địa Tạng của Bồ Tát Bộ Huyền có nói rằng, khi trước khi người một người nào đó bệnh nặng hoặc sắp mạng chung, mà nghe danh hiệu của một Đức Phật, Bồ Tát hoặc danh hiệu của Bích Chi Phật thoảng qua lỗ tai, liền người đó đã thoát khỏi được các kiếp nạn. Tôi nhớ những lời văng vẳng như vậy trong lỗ tai của mình, và tôi đã đặt miệng của mình vào trong lỗ tai anh ấy, nói rất gọn gẽ, cảm giác đi vào mà nghĩ, "Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, anh ơi, anh hãy niệm với em đi, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát." Và như thế tôi niệm khoảng 10 niệm. Tự nhiên tôi cảm thấy trong người yên ổn, và tôi đi ra để đưa gia đình tôi vào thăm liên tục, xen kẽ không ngừng, vì lúc đó gia đình tôi đã tập trung rất đông. Sau khi tôi đi ra, dùng hương thắp và sám hối cho anh ấy, vì không biết anh ấy đã phạm lỗi gì trong mấy ngày qua. Tôi cùng mẹ chồng thắp hương vang vãi,
Và sau khoảng một vài phút sau, bác sĩ lại gọi tên. Người nhà của bệnh nhân đâu? Tôi chạy vào, thấy máy đã đứt, tị điện không còn chạy nữa. Mọi người tăng loạn đi hết rồi. Tôi nói, thôi, vậy là định mệnh rồi. Có lẽ chồng tôi không còn nữa. Nhưng khi tôi đi vào, tôi nhìn vào cái máy xong nhìn xuống chồng tôi. Tôi thấy mặt chồng tôi vẫn hồng hào. Tôi thấy mọi người xung quanh chạy đến, nói là chị ơi, chuyện phòng, anh ấy đã tỉnh rồi, chuyện phòng gì ơi. Lúc đó tôi giật mình nghĩ, ồ, nhanh về sao, nhanh về sao. Lúc đó cảm xúc của tôi không biết nói gì nữa. Tôi chỉ biết Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, con xin đa tạ ngài. Trong lúc mà tôi nguyện với mẹ chồng tôi có nguyện một câu, nếu như chồng tôi còn sống, hãy xin ngài ơi, nếu chồng con được sống thì chồng con sẽ được kết duyên với ngài. Con không dám cầu nguyện chồng con sống hay chết được như thế nào, bởi vì tất cả đều do tùy duyên định đoạt. Và như thế, chồng tôi khỏe mạnh trong hạnh phúc của gia đình. Tôi cảm thấy rất sung sướng, hạnh phúc và đổi ơn ngài. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát, con đổi ơn ngài, con đổi ơn thầy. Xin đa đà đại tín chúng đã lắng nghe. Ha ha ha, Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát.